Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Và anh em cũng đừng quên ấn like cho những cái video của tôi nha anh em nhé. Anh em hãy nhớ cái điều này, một like của anh em với anh em nó không là cái gì cả. Nhưng đối với tôi, khi tôi chứng kiến những cái video mà mình làm ra được mọi người yêu quý, quý mến và được trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho mọi người, thì đó nó là cái niềm vui của tôi trong suốt một ngày anh em nhé. Rồi, và không để các anh em đợi lâu, thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cái live up mà rất nhiều người đang mong chờ. Rất nhiều người đang mong muốn là tôi sẽ làm cái live up này. Và đây cũng là một trong những cái live up phải nói là bộ đôi song sát với Ngũ Long Hóa Hình thế hệ 2 anh em nhé. Một trong những cái live up mạnh nhất ở trong meta, và nó có thể xếp vào hàng tier S ở trong meta này. Đó chính là bộ Assassin kẹp với cả Witcher. Đấy, và cũng như là Ngũ Long Hóa Hình, đây là một trong những cái live up mà khá là khó chơi, khá là khó giữ máu ở đoạn giữa game. Đây nó là cái sự đánh đổi cái giá phải trả cho một cái live up mạnh nhất. Đấy chính là cái việc nó khó chơi anh em nhé. Còn chơi như thế nào thì nó phụ thuộc vào chúng ta được những quân bài gì, cho những quân bài gì. Đấy, như ở trong trận đấu này là tôi có lấy được 3 con Assassin đầu game, và có một trong 3 con là lên được 2 sao rồi. Đấy, ngoài ra tôi có một con gấu. Thì chắc chắn là nếu mà có gấu ấy thì tôi sẽ lém mấy con gấu vào cho nó làm tăng cơ phía trên. Và đồng thời thì chúng ta có cái cơ hội có thể câu được ra con gấu. Đấy, có thể câu được ra con gấu và hướng đến nó là cái con gấu Assassin anh em nhá. Fanda Assassin là cái con mà chúng ta hướng đến. Đây, ví dụ như round này chúng ta sẽ có con Phong Vũ, và tôi có thể lấy cái con Phong Vũ này vào. Đấy, cho con Phong Vũ cái Blink. Chúng ta sẽ có một con Phụ Đam cho cái con 2 sao. Chơi Assassin thì cố gắng là làm nào để chúng ta có thể là form chuẩn cái bài Assassin ở cái giai đoạn từ round 1 đến round 10, round 11. Thì cố gắng sẽ là 3 Assassin. Đấy. Và khi mà lên được level 7 ở cái round 12 ấy, thì chúng ta sẽ có là 6 Assassin. Đấy, kẹp với một con tăng cơ phía trên, thường nó sẽ là con gấu, để có thể câu được ra gấu anh em nhá. Đó là cái cách xây dựng thông dụng và giữ được máu khá khá. Còn có các anh em nó sẽ có những cái cách xây dựng kiểu khác nữa. Thì nó phụ thuộc vào xem là bài ra gì. Ví dụ như là bài mà ra một con gấu chẳng hạn. Một con gấu ở đây không phải gấu Fanda, mà cái con gấu gấu bố 4 tiền ấy, thì có thể là sẽ kết hợp vào. Chúng ta không cần phải chơi Fanda nữa mà chúng ta kết hợp với Beat luôn. Đấy, 4 Beat chẳng hạn, giai đoạn đầu cũng rất là ok. Đây, Witcher, mua Witcher đó. Con này cũng rất là mạnh. Chúng ta có thể up lên level 6 ở trong này luôn. Cho thêm cái con này vào này. Đấy, cái con tướng này là một cái con tướng 4 đô và chúng ta có thể tận dụng được luôn. Bất cứ một cái con tướng 4 đô nào ra ở trong cái giai đoạn trước round 10 nó đều rất là khỏe nha anh em nhá. Từ con ca lông này, con gấu này, con doom này, con sao Reaper, Medusa rồi thuyền trưởng, đó rất nhiều con khỏe luôn. Cái những cái con tướng 4 đô. Ca lông này cũng rất là khỏe này. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là chúng ta không có slot để nhét ca lông vào nữa rồi. Thế là tôi sẽ cho cái con zipper vào thôi. Nó có khả năng hồi máu. Có khả năng hồi máu cho đồng đội, và kèm theo đấy là chúng ta kết hợp được với cái bộ Metalist nữa. Đấy, còn nếu mà bây giờ bỏ Metalist ra cho tông vào thì lại yếu hơn anh em ạ. Có Metalist này, có 3 Assassin này, rồi có hồi máu. Đến khi lên 7 thì chắc chắn là tôi sẽ bán con zipper đi và tôi sẽ kiếm 6 Assassin mà thôi, chứ còn tôi cũng sẽ không có giữ cái con này lâu. Thế là cái việc mà mua con ca lông khi mà đã có con zipper thì nó lại là thừa. Tuy nhiên, tôi cũng xin chia sẻ với anh em một cái tư duy là như này. Là hôm nay ấy, là tôi làm theo content nên là tôi mới chơi kiểu đấy. Còn nếu mà tôi không làm content Assassin ngày hôm nay ấy, thì tôi vẫn mua ca lông anh em nhá. Lý do tại làm sao? Bởi vì nó sẽ không phải là cái bộ Assassin,
Và rất có thể là bây giờ ấy, nếu mà nó ra một con Gladiator ấy, là tôi có thể chơi Gladiator bằng cách là kẹp Kalong, kẹp Sao Ripper. Đấy, kẹp Kalong, kẹp Sao Ripper rồi kẹp cả Phong Vũ luôn. Thế nên là nếu mà anh em chơi ấy, anh em đánh linh động lên. Nếu mà không phải làm content nhá, anh em linh động lên. Sao đi vô à? Sao đi vô này mua thì cũng được. Bây giờ thì cũng chả bán được con nào đi để nó tròn tiền đâu. Cứ để cái này đi. Pick thêm con này vào. Mua Wizard để làm gì? Để nếu mà ví dụ như bây giờ mà nó lổ ra 3 con gấu ấy, thì tôi kích được 4 gấu. Đấy, lý do đơn giản là như thế thôi. Anh em thấy cái con Phong Vũ không? Nó xuống nó đạp chết cái con ấy kìa. Đạp rất khỏe luôn nhá, đạp chết con 2 sao ở phía dưới luôn. Đấy, Metalit nó rất là ok. Đây rồi, đã ra gấu Assassin nhá. Đấy, chơi Assassin thì anh em, anh em hãy vứt cái con gấu vào anh em câu nếu mà ra con gấu đủ đầu game. Lên chơi kiểu này, biết đâu đấy lại ra con gấu đúng không? Gấu Assassin rất là ok. Thứ nhất là anh em có thể kết hợp hai gấu với cả 6 Assassin ở level 7. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là anh em ra gấu Assassin ấy thì nó gánh được ra đầu game ấy, nó giữ được máu rất nhiều. Chơi rất là ok. Trên này có gót đỏ này, không biết là có phải là hai ông gót đỏ không? Thấy một ông chơi Gladiator nhưng mà lại để rất nhiều đỏ phía dưới hàng chờ. Không biết là có định chơi gót đỏ không này. Gót đỏ cũng là một trong những cái line up mà rất là dễ chơi, rất phù hợp với các anh em mới chơi nhá. Các anh em mới chơi ở kênh tôi lưu ý là những cái bộ mà tôi nói là dễ chơi ấy, anh em hãy chơi đi. Anh em đừng có vọc những cái bộ khó gì cả. Hôm nay nó là một trong những cái bộ khó. Mặc dù là tôi có giới thiệu hay tôi đặt tiêu đề ở trong cái video clip này là đây là một cái line up, nó gọi là line up tier S, nhưng mà nó không dễ chơi đâu anh em. Nó khá là khó chơi đấy. Nên là các anh em mà mới chơi ấy, thì những cái line up khó chơi thì tôi không khuyến khích các anh em chơi, bởi vì nó không phù hợp. Nó không phải là cái line up thân thiện với một cái người chơi mới. Đấy, và nó là còn một cái như thế này nữa. Đấy là cái đội hình mà các anh em rank thấp ấy, các anh em mới chơi thường là các anh em sẽ chơi ở những cái mức rank thấp. Bắt đầu thì anh em sẽ là mã đúng không? Tiếng Anh thì sẽ là Clay. À không. Sorry anh em, nhầm. Mới đầu nó sẽ là rank tốt. Rank tốt, nhưng mà cái vấn đề ấy là rank tốt ấy, thì cái lúc đấy anh em chưa chơi với người. Cái khoảng thời gian ban đầu anh em sẽ chơi với cả computer thôi. Đấy, sau khi mà anh em vượt lên trên cái mức rank tốt ấy, thì nó sẽ là mức rank mã, tức là mức rank Clay ấy. Thì bắt đầu anh em mới chơi với người. À, đủ 6 Assassin rồi này. Đủ rồi. Thế thôi, bán con này đi thôi. Dồn đồ cho gấu nha anh em nhá. Con gấu này mặc dù nó một sao nhưng mà nó rất khỏe đấy. Gấu Assassin ra sớm rất khỏe luôn. Rồi, lên 7. Ở cái hiệp 12, round 12 ấy, thì nó sẽ là level 7. Kẹp 6 Assassin nha anh em nhá. Nó là chuẩn theo cái form đội hình đấy. Khi mà form như này thì anh em sẽ giữ được máu. Kể cả là một sao vẫn khỏe. Đấy, một sao vẫn khỏe. Toàn một sao thôi, nhưng mà cũng rất là khỏe. Ui rồi ôi, hai con gấu Assassin rồi này. Thế thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Được đấy nhờ. Thực ra con gấu Assassin này ấy, nó chỉ gánh được cái giai đoạn giữa thôi, chứ còn cuối thì nó sẽ phải dồn đồ cho cáo đấy. Chứ con này nó late game nó không mạnh đâu. Thì tôi cũng xin chia sẻ một chút, lại một chút nhá. Là với các anh em mới chơi, anh em sẽ đến cái mức rank mã rồi thì bắt đầu là anh em sẽ gặp người. Và thường ấy, những cái người chơi ở những cái mức rank đấy ấy, thì họ vẫn chưa có biết form bài chuẩn các thứ đâu. Đấy, sau khi anh em qua được cái mức rank mã đến cái mức rank bishop ấy, giáo chủ ấy, thì là bắt đầu là lúc đấy là anh em sẽ gặp những cái người mà người ta form đội hình. À ui rồi, trận này có cả trộm chó à. Căng nha. Có người chơi trộm chó luôn. Thì anh em qua cái mức rank Clay, anh em lên bishop thì anh em sẽ gặp những cái người mà người ta biết form đội hình rồi. Và thường người ta sẽ chơi những cái đội hình mà nó tương đối dễ chơi và nó khỏe. Đấy. Và nó đánh kéo lết rất là lâu. Đa phần cái
những cái trận đấu ấy mà ở dưới cái mức rank thấp ấy thường nó sẽ là kéo đến siêu lết. Nó đánh cái tốc độ trận đấu nó rất là chậm. Thế là thường những cái đội hình ấy mà tôi đang chơi ở cái mức rank mà tôi đang chơi này là cái mức rank queen ấy, thì không phải cái đội hình nào ấy mà nó chơi ở cái mức rank queen nó mạnh, nó khỏe mà chúng ta xuống ở cái dưới cái mức rank dưới mà nó khỏe đâu anh em. Không phải đâu. Đấy, bởi vì cái tốc độ trận đấu ấy ở cái mức rank queen ấy nó tốc độ rất nhanh. Thế nên là ở cái tốc độ nhanh như thế ấy, thì ở những cái giai đoạn sớm ấy, ví dụ như từ round 15 đến round 20 ấy, thì có những cái đội hình nó mạnh. Đấy, nhưng mà sau cái round đấy đến khoảng round 30 35 thì nó đã lại là cái đội hình yếu rồi. Đấy, trong khi là những cái mức rank thấp thì thường nó sẽ kéo đến round 40 45. Đấy, và để kéo được đến round 40 45 thì những cái đội hình mà tôi giới thiệu ở mức rank queen ấy thực ra là nó sẽ không mạnh như anh em nhá. Đấy, nên là để mà giới thiệu cho các anh em những cái lineup mà khỏe và dễ chơi thì tôi vẫn hướng tới các anh em chơi những cái đội hình dễ chơi thôi. Những cái đội hình mà nó thân thiện với cả những cái người chơi mới. Ví dụ như cái bộ 6 đỏ chẳng hạn. 6 đỏ là một trong những cái lineup mà bây giờ đang rất là khỏe. Nó khỏe ở cả mức rank cao lẫn rank thấp, nó đều khỏe. Và cái tốc độ trận đấu ấy nó cũng chậm. Đấy, chơi đỏ tốc độ trận đấu rất chậm. Nó không nhanh như là Beat, nó không nhanh như là Saman. Đấy, tốc độ của nó cứ đều đều chậm chậm thôi. Nhưng mà đến late game ấy thì nó lại mạnh. Nó rất mạnh. Đó thì nó phù hợp với các anh em mới chơi. Nó dễ chơi. Nó dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đấy, hay là như là trước đây tôi có chia sẻ là bộ 5 rồng 9 mét chẳng hạn. Rất dễ chơi. Rất dễ chơi và rất khỏe dạo late game. Đấy, hay là bộ 9 Warrior. Rất dễ chơi luôn. Rất phù hợp với các anh em mới chơi nhá. Nên anh em hãy bám vào những cái bộ đấy. Cầm đánh này. Ok, lấy cầm đánh này. Có thể cái trận này tôi lấy cấm đánh là nó cũng sẽ không quá là cần thiết. Nhưng mà tôi vẫn sẽ lấy cấm đánh đầu game. Late game mà chúng ta không cần nữa, chúng ta có thể rèn đi. Cái cấm đánh là một trong những cái món đồ mà đội hình nào cũng sẽ phải cần. Nó là một trong những cái món đồ mà hay được sử dụng và rất là an toàn. Mặc dù trận này tôi thấy là ví dụ như là chúng ta gặp Goblin chẳng hạn thì cái cấm đánh nó cũng không có hiệu quả lắm. Ví dụ như cái round này chắc là chúng ta thua rồi, không thể ăn được. Deadland 2 sao là một, thứ hai là gặp đối thủ khá tinh quái. Đối thủ là nó lấy cái giáp phản anh em ạ. Giáp phản nó burling ở giữa mấy cái thằng assassin của tôi luôn. Đấy, assassin mà gặp giáp phản thì tự ngửa thôi. Đánh vào tự ngửa. Đối thủ rất là tinh quái luôn và cắt được cái chuôi cho tôi. Ok, vậy ở trận này chúng ta gặp đối ở đây anh em ạ. Rồi. Cẩn thận cắt kỳ nhá. Cắt kỳ cẩn thận đấy. Biết chơi đấy, biết chơi đấy, biết chơi đấy. Lấy đồ, chọn đồ chuẩn đấy. Pick con này vào đi. Đủ phát là form luôn anh em ạ. Bây giờ mặc dù tôi vẫn giữ được cái lượng máu khá khá là 91 máu nhưng mà sau round 20 ấy, thì cái bộ này nó bắt đầu yếu đi rồi. Chúng ta mà không form được chuẩn bài ấy, thì nó sẽ rất yếu. Khi mà toàn một sao như này. Đấy. Bắt đầu những cái thằng như là thằng xoài kia là bắt đầu nó form được đội hình 6 đỏ là bắt đầu nó căng rồi. Đây. Du lên được 2 sao này. Du xoay này, trận này có du xoay này. Thực ra trận này tôi mới thấy là tôi ghép cái cấm đánh ấy, nó hơi sai lầm. Mình kiểu mình cẩn thận quá mình mới phải ghép cái cấm đánh ấy. Chứ còn trận này nhá, du xoay này thì cấm đánh nó chả có tác dụng gì. Creator chắc chắn là không có tác dụng rồi. Ơ kìa, ăn được này không? Ăn được không? Ui dồi ôi, một tí máu ạ. Phải phát lửa. Ơ đồ đều anh em ạ. Rèn ra được cái đồ Kira. Bán này đi. 6 assassin thôi. Không cần phải mua nhiều assassin làm gì cả. Đủ 6 con là được rồi. Cái này có thêm beat này. Chuyện này lấy cái cấm đánh là sai lầm rồi anh em ạ. Gặp toàn là Greater, Goblin, gót đỏ. Đâu có cần phải cấm đánh đâu. Hay là trộm chó chẳng hạn, cấm đánh làm gì đâu. Để xem nào. Đấy, ở đây là chúng ta chỉ sử dụng cái cấm đánh cho ba nhà được thôi. Cấm đánh con ngựa là một này. Cấm đánh con ngựa là một này. Thứ hai là cấm đánh cái nhà Hunter. Thứ ba là cấm đánh cái nhà Assassin phía dưới. Đấy. Chúng ta cái cấm đánh nó chỉ có tác dụng với ba nhà thôi.
Có nghĩa nếu mà tí nữa ba nhà đấy mà ra đi ấy, là chúng ta sẽ rèn để cầm đánh. Đấy, ba cái nhà mà chúng ta sử dụng được cấm đánh ra đi thì tôi sẽ rèn để cấm đánh luôn. Chuẩn bị để đánh lết với cả mấy cái thằng kiểu gót đỏ. Trên này có người chơi gót đỏ và anh em sẽ thấy là cái bộ gót đỏ ấy kiểu gì nó cũng vào top. Đánh kiểu gì nó cũng vào top luôn. Và trong cái video clip này tôi cũng muốn chia sẻ với các anh em mà đang chơi rank ấy. Con game này ấy, thực sự là nó là một con game khó. Và chơi game ấy có 8 người, nó sẽ phải có người thắng người thua anh em nhá. Không phải lúc nào cũng thắng và cũng không phải lúc nào cũng thua. Là anh em thua thì nó là cái câu chuyện nó hết sức là bình thường. Chúng ta phải có những cái ngày thua thì chúng ta mới có những cái ngày thắng. Đấy, anh em đừng có vì những cái chuỗi đỏ, anh em đừng có vì những cái chuỗi thua mà anh em làm. Bởi vì tôi tin rằng một ngày nếu mà anh em cứ cố anh em chơi, anh em sẽ tiến bộ và anh em sẽ thắng anh em nhá. Anh em yên tâm. Ngày trước tôi cũng như anh em mà, tôi cũng sẽ phải có những cái bước đầu tiên. Chúng ta sẽ phải có những cái nền móng, những cái bài học đầu tiên. Ai cũng thế thôi. Chúng ta sẽ phải bắt đầu từ tiểu học, rồi chúng ta học dần lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta mới lên đại học được. Chứ không bao giờ có chuyện là ngày 1, ngày 2 mà chúng ta giỏi luôn được đâu. Thế là anh em đừng có làm. Anh em cứ phấn đấu hàng ngày. Mỗi ngày anh em có thể lên trên kênh của tôi, anh em xem. Sau đó anh em làm theo, dần dần rồi anh em sẽ giỏi dần. Đấy, dần dần rồi anh em sẽ như tôi thôi. Đó, chỉ phụ thuộc vào cái tư duy của anh em. Nếu mà các anh em mà với các anh em thông minh thì anh em sẽ tiến bộ nhanh hơn. Còn một vài anh em chậm hơn thì có thể là anh em sẽ mất thời gian hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em có một cái câu rồi, nếu anh em cần cù ấy, thì anh em sẽ sớm muộn gì thì anh em cũng sẽ là bù thông minh thôi. Khi mà anh em chăm chỉ, anh em luyện một cái gì đấy thì anh em sẽ có kết quả trong tương lai. Đấy, như tôi luyện YouTube thì tôi tương lai tôi cũng sẽ có cái kết quả là YouTube của tôi được bật kiếm tiền. Đó, nó kiểu dạng như thế. Hay là tôi rèn luyện về âm nhạc hàng ngày thì tự nhiên là tôi biết làm nhạc, kiểu dạng như thế. Trước đây tôi không biết làm nhưng mà bây giờ tôi biết làm. Thực sự phải chia sẻ thật với anh em là cách đây khoảng hơn một năm thôi thì lúc đấy không bao giờ nghĩ được là mình có thể sáng tác được một bài hát. Đấy, nhưng mà bây giờ thì là làm ngon rồi, ngon lành rồi. Cover có viết các thứ là đoàn hoàng, chuẩn chỉ. Người nghe vào xem là ấn like là rất là ok. Thậm chí là tôi có hai kênh về âm nhạc thì cả hai kênh đấy đều có bây giờ là hơn 1.000 người đăng ký rồi. Chứng tỏ là người ta thẩm được cái nhạc của tôi. Đấy, tôi làm nhạc là có người nghe và có người là cũng muốn đăng ký để xem những cái bài hát khác của tôi. Thì rõ ràng là, đấy anh em thấy không? Khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta rèn luyện hàng ngày thì là chắc chắn là chúng ta sẽ có kết quả nha anh em nhá. Đấy, và còn một cái chia sẻ nữa. Đấy là con game của 8 người. Thì cái top 2 ấy, khi mà anh em đánh thua một người ấy, nó không phải là thua. Mà rõ ràng anh em ơi, top 2 là anh em đã giành chiến thắng rồi đấy. Anh em là được á quân nha anh em nhá. Anh em top 3 tức là anh em được huy chương đồng. Top 3 không phải là thua, top 2 không phải là thua. Đấy, top 4 thì có thể là nó chưa đúng gọi là một cái giải lắm, nhưng mà có thể nó sẽ là cái giải khuyến khích. Đấy, nên là top 4 nó vẫn là chiến thắng anh em nhá. Đấy, và anh em khi mà anh em bị out top 4 thì mới gọi là thua thôi. Nên là cái việc mà tôi thấy có rất nhiều người top 2 rồi mà vẫn có thể là gọi là chán được, vẫn gọi là cay cú được thì tôi thấy là nó cũng hơi buồn cười. Khi mà anh em được top 2 ấy, có nghĩa là anh em là được giải nhì rồi, anh em được huy chương bạc rồi. Nên là anh em phải vui lên. Anh em đã chiến thắng được tới coi như là 6 người khác để anh em có thể giành cái vị trí huy chương bạc. Chưa tính đến là có thể là trong cái con game đấy, trong cái trận đấu đấy, anh em gặp toàn những cao thủ mà anh em được top 4 thì rõ ràng là anh em là hay luôn nha anh em nhá. Một con game mà anh em toàn là gặp top thế giới, top coi như là server, hay là anh em gặp vô địch coi như là giải ACOT chẳng hạn, thì rõ ràng là cái việc anh em được top 4 mà cái thằng vô địch ấy nó top 5 thì rõ ràng là anh em quá hay. Vãi đái là cắt kỳ xanh thế nhở. Chồng ra cả bom mà 6 goblin 6 mech rồi anh em ạ. Đấy còn chưa tính là có 4 gót nữa chứ. Thế
4 God, 6 Goblin, 6 Mech. God Goblin đánh level 10, round 22. Xong rồi. Trận này khó anh em ạ. Khó thật sự luôn đấy. Tôi không có cái cửa nào mà cắt chuôi được đâu. Trận này còn có cả trộm chó. Thề. Rắc rối thật sự luôn. Một trận đấu vừa có God đỏ, vừa có Goblin, vừa có trộm chó. Còn có Greater, chưa tính Greater đâu. Quá rắc rối luôn đấy. Bây giờ nhá, đánh là phải chuyển sang là gì? Là phải chuyển sang cái lineup mạnh nhất bây giờ là cái bộ Witcher ấy anh em ạ, thì mới ăn được. Đấy, mà cái bộ đấy là phải đánh ở level 10. Còn nếu mà đánh ở level 9 này là chắc chắn là gặp là đẩy là full bàn luôn. Bởi vì chúng ta đánh nó không thể qua xuyên được cái giáp của nó đâu. Cái giáp bọn Goblin nó rất trâu. Mà nó còn có bộ God nữa cơ, tức là cái quả bom ấy nó sẽ lổ liên tục. Nó đã có cái công nghệ mất đầu tiên rồi đấy anh em ạ. Đây rồi. Vãi cứt. Nó đẩy full bàn luôn. Hỏng rồi. 6 Goblin full bàn luôn mà. Chắc chắn là full bàn. Full bàn luôn, thật luôn. 18 máu. Và nó lại có thêm một cái công nghệ mech nữa đấy anh em ạ. Tí nữa nó vác con bom 2 sao. Con bom 2 sao rồi mấy cái con 5 đô 2 sao vào thì đỡ kiểu gì đây. Dã man. Đã split ra rồi kìa. Có hai công nghệ mech rồi mà còn chưa thèm roll đâu. Ui mà thằng này còn kinh hơn này. Ui dồi ôi, round 23 Zuba. 6 đỏ 4 gót luôn ạ. Đánh ở level 8 đủ gót luôn. Có đồ gót luôn. Sao gặp cái trận đấu của toàn siêu nhân như này nhỉ? Dã man thật sự. Hai thằng có chuối kia chưa biết làm nào cắt chuối luôn. Thằng cót đỏ tưởng là thế nhưng mà lại chuối trừ 5 kìa. Chuối thua trừ 5 luôn kìa. Round 24 hấp hối hết rồi. Thằng Arthur với thằng Kun kia cũng hấp hối hết rồi. Và chưa thằng nào ra đi. Round 24 chưa thằng nào ra đi luôn. Sống đến tận round 25 kìa. 9 Hunter rồi này. Ui rồi, 9 Hunter cũng mạnh luôn, meta mới mạnh luôn. Thôi xong rồi. Tôi bây giờ yếu nhất à? Đã có thằng ra đi, thằng Arthur ra đi đầu tiên. 9 Hunter bắn cháy lắm. À ui rồi, ôi đây rồi, niềm hy vọng của tôi. Round 24 lổ con gấu, round 25 lổ con gấu ạ. 25 round. Tôi bỏ gấu vào tôi câu cuối cùng thì nó cũng lên được 2 sao. Trời ơi. Giữ 4 gấu từ lúc nãy đến bây giờ. Không biết bao nhiêu round rồi mới lên được 2 sao. Coi như là có tí hốp anh em ạ. Chúng ta vẫn còn 49 máu. Round sau là chúng ta lên được 10 rồi. Và đủ bộ rồi. Ô, thằng Kaki bứt chuỗi được kìa. Thằng con đỏ cắt chuỗi anh em ạ. Ui vãi đái. Thằng xoài từ hết tiền mà bây giờ nó 35 tiền rồi. Từ chuỗi thua, bây giờ là nó coi như là nó hết chuỗi thua. Và bây giờ nó có tiền lên 9 rồi anh em ạ. Cái bộ đấy mà lên 9 lên 10 là nó kẹp thêm Warlock là nó bất tử luôn đấy. Vãi đái. Căng thế nhở. Gót đỏ mà được kẹp thêm 4 Warlock là ở level 10 là khỏe lắm đấy nhá. Trận này là có Dash of Rift, có Best Omen luôn. Rồi thôi, form vào cái bộ TS rồi anh em ạ. Ok. Đấy, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể cân kèo được với mấy thằng kia. Có nên đổi cái món đồ cam đầu tiên không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi cái món đồ cam đầu tiên luôn. Luôn và ngay. Anh em nhé. Khiên thiên thể. Thôi cứ tạm anh em ạ. Tạm. Cái món khiên thiên thể này là một trong những cái món ấy mà counter vào một trong những cái con tướng mạnh ở trong cái bộ Goblin. Đấy là con cá lông. Chúng ta có cái bộ God Goblin thì lên lấy cái này anh em nhé. Cá lông bắn vào ấy, bắn nhiều nó sẽ phản lại. Ok.
tỷ lệ là sẽ là 50% phản. Trong những cái cú bắn của con cá lông ấy, nó sẽ có 50% nó phản lại, là rất là ok. Gặp 9 assassin này, nhưng mà đương nhiên là tôi ăn được. Cái tầm này ấy, bây giờ 9 assassin nó phải 3 sao. Còn nếu mà 2 sao thì nó không ăn được cái bộ Witcher đâu. Ui, hai thằng kia cũng bị cắt chuỗi luôn kìa. Dã man. Thằng Kaki nha, nó rất xanh luôn ấy. Từ nãy giờ nó thắng liên tục luôn. Nó chỉ thua một round thôi. Và nó sẽ roll sớm ra được như con 5 đô 2 sao thôi. Khó nha. Có chơi đấy. Tí nữa tôi sẽ phải kẹp cá vào. Đánh với Goblin với cả God Ru ấy, là chúng ta sẽ phải có cá anh em nhá. Chúng ta sẽ phải có cá để kháng phép. Nó sẽ là 30% kháng phép đấy. Tăng được 30% là khá khá đấy anh em nhá. Không ít đâu. Đây rồi. Gặp thằng này thì toang rồi. Bài to không này. Full 2 sao rồi, kẹp thêm được cả Doom vào rồi. Bom 2 4 gót kìa. Lên được bom 2 rồi. Goblin xanh vãi cứt luôn anh em ạ. Vẫn thua. Không làm cách nào giết được con Ru này. Servantman này. Tí nữa chúng ta phải có đồ cơ mới ăn được anh em ạ. Bây giờ chưa có đồ. Đồ toàn đồ thủ thì không ăn được đâu. Đồ phải full công mới ăn được. Phải có cái cướp điên. Cái bộ này thì lại không kẹp được Kira. Không kẹp được Kira nên chỉ có cướp điên mới cứu tôi thôi. Ok, chúng ta đổi một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Ui, đây rồi. Từ từ. Hộp sọ đẫm máu này cũng ngon anh em ạ. Hộp sọ đẫm máu này cũng ngon. Cái bộ này nó không kẹp được hút máu vào nên là có khi là ưu tiên hộp sọ đẫm máu trước. Nó sẽ có khả năng hồi máu đã. Tí nữa tôi sẽ rèn cái cướp điên sau. Ok, bây giờ còn 4 nhà thôi. Cái thằng trộm chó ra đi rồi. Trộm chó ra đi rồi. Rồi, rèn luôn. Đây rồi, chắc chắn là cướp điên anh em ạ. Vừa nãy không lấy, bây giờ phải lấy nha anh em nhá. Phải có cướp điên thì mới kết liễu nó. Ok. Cáo lên đập trứng luôn không nhỉ? Đập trứng thì bây giờ dồn đồ cho cáo. Mà con gấu này bây giờ nó vẫn đang, tôi thấy nó vẫn đang gánh được anh em ạ. Vẫn đang gánh tốt, 45 máu giữ được. Chúng ta gặp Greater chúng ta vẫn ăn được thôi. Gần như là Blink một phát nhảy phát là chết hết Greater mà. Bộ này mạnh. Đấy, khá là ok đúng không? Nhảy phát là gần như là chết hết rồi. Không sợ Greater đâu. Ơ, phản anh em ạ. Vãi đái. Cái giáp phản nó counter vào Assassin. Cái bọn này là nó như thế đấy anh em ạ. Từ từ đã, đây, kiếm hồn thay cho con này. Chính ra tí nữa kiếm thêm con Lick vào ngon. Cho con Lick vào để có thêm 3 Aegisit nữa. 3 Aegisit dồn đam cho nó nhanh anh em ạ. Đánh đôi công mà. Chúng ta bị trừ đi 20% máu. Nhưng mà đối thủ cũng thế. Đấy mà nếu mà nói là về mặt trừ máu nhiều hơn ấy, thì rõ ràng cái bọn sáu đỏ ấy, nó trừ máu 20% máu của bọn sáu đỏ nó sẽ nhiều hơn. Nên là tôi đang tính toán là tôi sẽ kẹp thêm một Lick vào. 3 Aegisit, 6 Assassin. Kẹp với cả 4 Witcher. Mortal words cannot
không dùng được cái Kira anh em nhá. Rao này thì chắc là random rồi, không có slot cho Kira đâu anh em ạ. Kiếm cái chấm lan, kiếm cái chấm lan hoặc là cái búa bình minh, hai cái món đấy cần. BKB cũng được, đó là những cái món mà chúng ta cần hơn. Còn cái mấy cái món này thì không cần, không dùng lắm. Đấy rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy rồi, lick đây rồi. Đây, tạm thời sẽ là như thế đã. Tí nữa con bọ cạp 2 sao thay cho thị vệ. Đập trứng luôn đi. Dồn đồ cho cáo. Tầm này dồn đồ cho cáo luôn anh em ạ. Đủ đồ rồi. Cáo bây giờ mạnh hơn cấu. Có đồ thì cáo sẽ mạnh hơn rất nhiều nhá. Cái chọc của cáo đau hơn. Con gấu này nhiều khi chém nó không chết người là toang. Đây rồi, Goblin này. Bây giờ vô tư anh em ạ. Đấm Goblin như con luôn. Đấy. Thấy chưa? Úi dồi ôi, Goblin chuối xanh đầu game bây giờ sắp đi nơi rồi kìa. Anh em nhớ cái lúc mà tôi chat lên tôi bảo là xanh vãi đái ấy, là cái lúc đấy là nó thực sự là quá xanh luôn. Thế là đến bây giờ vớ vẩn là top 4 luôn. Trận đấu căng thẳng không? Quá căng anh em ạ. Vớ được cái trận cũng căng não đấy. May mà chơi cái đội hình mạnh nhất meta. Nhiều anh em sẽ lúc này khi mà tôi nói đến là mạnh nhất meta thì anh em sẽ vặn vẹo. Anh em bảo là cái bộ ngũ long hóa hình năm rồng nó là mạnh nhất meta thì ok, anh em nói đúng. Cả hai bộ đều mạnh nhất meta anh em nhá. Nó đều xếp vào cái tier S hết. Hai bộ này đều xếp là ngang hàng nhau. Cái trận đấu ấy mà không có con chúa quỷ thì cái bộ này là mạnh hơn đấy. Còn cái trận đấu mà có chúa quỷ thì cái bộ năm rồng kết hợp với 4 Witcher và cái con chúa quỷ nó sẽ mạnh hơn. Đó, tùy vào cái trận đấu. Rồi. Anh em nhìn này. Chọc, úi dồi ui, anh em thấy chưa? Chuối cộng 6 với chúng tôi, phun máu với chúng tôi. Cái con du 3 sao nó phun máu mà chọc một phát bay màu anh em ạ. Mềm như bún là có thật. Mềm như bún là có thật luôn. Quá dã man. Anh em thấy căng không? Căng không? Rõ ràng line up rất mạnh luôn đấy anh em ạ. Đấy, hôm nay xin giới thiệu cho anh em line up TS nhá. Mạnh nhất meta. Và tôi biết là có rất nhiều anh em là biết cái bộ này rồi. Đấy. Nhưng mà cái bộ này thì đây nó là lần đầu tiên tôi làm ở trên kênh tôi. Đó, nên là các fan ở trên kênh tôi là có thể là sẽ chưa biết cái bộ này. Hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một trong những cái line up cực mạnh luôn. Đấy, phải nói là mạnh nhất đấy. Tất nhiên là cái bộ này mà đấm nhau với cái bộ năm rồng cái đầu Witcher thì cũng làm ăn làm thua anh em nhá. Nếu mà có chúa quỷ thì cũng chưa biết được thằng nào ăn thằng nào đâu. Đó, xem là Goblin liệu rằng chúng ta có ăn được không. Ôi chưa bị Doom à? Hỏng rồi. Bị Doom thì thua. Thằng này đánh khôn nhỉ. Kẹp Doom rồi anh em ạ. Cáo tôi là không lăn được. Nhưng mà cái lý do tại làm sao mà con cáo nó lại không lăn được, bởi vì là bây giờ ấy, con cáo là con to tiền nhất. Nhưng mà tí nữa mà tôi roll được thêm một con 4 đô nữa thì chắc chắn là tôi sẽ không bị Doom đâu. Ở trong đội hình này nó có khá nhiều 4 đô 2 sao. Con Lick này. Con Evenline Watcher này. Đấy là những cái con mà chúng ta có thể lên được 2 sao. Rồi thậm chí là kiếm hồn lên được 2 sao thì cũng gánh được cái Doom. Đó. Theo tiếp theo là chúng ta sẽ gặp cái thằng gót đỏ. Cái thằng gót đỏ thì bây giờ tôi nghĩ là yên tâm rồi, không sợ đâu. Gót đỏ cái tầm này thì chúng ta ăn được. Chúng ta có đồ hồi máu là một này. Thứ hai là chúng ta clear rất nhanh. Đấy, chúng ta cái chọc của con cáo này thực sự là nó chọc một phát là gần như là nó ra đi được hết rồi. Kể cả là 2 sao, như là con heo 2 sao hay là con sờ tôm Saman thì cũng thế đó. Ui dồi, phải đánh con du. Anh em có vừa nhìn thấy cái gì không? Thậm chí là con cáo của tôi nó còn chưa chạm vào con du. Con du bay màu anh em ạ. Ui vãi đái ạ. Mấy cái con không có đồ đấm cho con du bay màu luôn kìa. Thề. Mạnh đến như thế là cùng. Trận này chắc lui cáo 3. Anh em nhìn thấy quả vừa rồi. Chắc là anh em sẽ có suy nghĩ lại về cái bộ này đúng không?
Quả con Du nó bị cái con ốc không có đồ, mấy con vớ vẩn thôi, cái con lick rồi cái con wizard vớ vẩn mà nó đấm chết con Du luôn ạ. Du 3 sao 6 đỏ ạ, thề không thể nào có thể tin nổi luôn ấy. Mấy cái con tướng vớ vẩn mà nó đấm chết được luôn. Cáo còn chưa kịp chạm vào, chưa đến lượt cái con cáo ra tay thì đã bay màu. Thế là bây giờ là chưa biết là gặp thằng nào lên game rồi nhá. Gặp Goblin hay là gặp gót đỏ thì còn chưa biết ở đâu. Gót đỏ gặp tôi bị đẩy khá nhiều máu ấy. Trong khi đấy gót đỏ gặp Goblin thì nó cũng chỉ lọt được cái con Du thôi. Đấy mà Goblin gặp tôi thì nó vẫn có khả năng thắng. Thế là cũng chưa biết được. Chúng ta còn một cái món đồ cam nữa, cái slot cuối cùng. À úi rồi, hy vọng được lên video à. Chắc là được lên rồi. Nhìn thế này thì chắc là lên rồi chứ còn gì nữa. Anh em không phải lo. Trận này là khả năng lên nó là rất cao. Cáo mà 3 sao thì đấm hết. Ok. Sớm muộn gì cũng lên được 3 sao thôi. Búa bình minh này. Thôi thì thôi không đổi được cam nữa. Búa bình minh này ngon rồi. Chúng ta sẽ có một cái gương và tí nữa ấy. Cái gương này tôi sẽ cho cái con kiếm hồn nó cầm. Để làm sao để lé cái Doom nha anh em nhá. Chúng ta sợ cái Doom ấy. Doom của cái thằng Katki và cả cái thằng xoài nó cũng có Doom anh em ạ. Hai thằng nó đều kẹp Doom vào. Và nếu mà nó kẹp trúng vào cái con cáo của tôi ấy, mà nó không lăn được ấy, là toàn ấy. Đấy, không lăn, không chọt được là toàn ấy. Nên là chúng ta sẽ phải có một cái con nó gánh cho cái con cáo cái quả Doom. Ở đây là tôi không có giáp chống Doom nữa rồi. Tôi rèn cái giáp chống Doom rồi anh em ạ. Thế nên là bây giờ là sẽ phải để cái gương này cho cái con chúa quỷ, à cái con kiếm hồn. Anh em nhờ, nhìn kìa. Con Du nó bị chém, cái con kiếm hồn nó chém gần chết luôn. Trời ơi, bị Doom rồi này. Bị Doom thì thua. Đấy, cứ bị Doom mà thua. Căng thẳng phết nhờ. Dồn đồ cho Du mà cuối cùng chém vẫn căng đấy. Chém vẫn như là chém bùn luôn á. Kiếm hồn đây rồi. Lên 2 sao đi. Lên 2 sao được không? Con này lên 2 sao à? Lick lên 2 sao cũng được. Cáo này. Kiếm hồn 2. Rồi. Được. Quá tuyệt vời rồi. À, kiếm hồn lên 2 sao là yên tâm rồi đấy. Bây giờ là khả năng là sẽ không bị Doom. Con Doom mà sẽ Doom vào kiếm hồn nó. Thậm chí là con Doom vào cái bóng của con Tabu ấy chơi anh em ạ. À đây là bóng của nó. Nếu mà gặp bản chính là có khi là đẩy chết rồi đấy. Ở đây là bóng. Ok. Cho con kiếm hồn cầm. Cáo bây giờ của chúng ta là bây giờ là còn thiếu hai con nữa thôi. Ui ra đi rồi. Vậy là thằng cuối cùng là cái thằng gót đỏ là cái thằng mà đấu với chúng ta lít game anh em ạ. Gót đỏ 14 máu. Cố gắng kết liễu rau này luôn đi nhở. 14 máu rau này có kết liễu nổi không? Kết liễu luôn. Tránh trường hợp mà để nó lên được cái rau 40. Rau 40 là có đồ. Thực ra có đồ thì cũng thua thôi anh em ạ. Cái line up của tôi đang chơi là cái line up nó rất mạnh. Và nó đấm gót đỏ như con luôn anh em nhá. Cái bộ ngũ long hóa hình thế hệ 2 ấy, và cái bộ Assassin Witcher này là một trong những cái line up mà cái bộ gót đỏ nó gọi bằng bố luôn. Thôi xong rồi. Nhìn là biết là xong rồi. Rồi bây giờ con Du làm sao để solo được với đống này đây. Trời ơi anh em nhìn này. Ui dồi ôi, chém như chém bùn luôn. Một xỉa. Đi chưa. Vẫn còn hai máu. Round này là round cuối. Chắc chắn. Rồi, rốt đi. Ok. Cáo vẫn chưa lên được 3 sao. Sau này tôi sẽ xếp đội hình một chút, phân chia nhiệm vụ cho mấy cái con tướng. Con kiếm hồn sẽ blink sang phía bên cánh phải. Giết con Storm và giết con God of Light. Tránh cái con cáo ấy, trong cái quá trình lăn mà nó bị khống chế nó sẽ không chọt được. Đấy, con cáo thì sẽ blink sang phía cánh trái. Tiêu diệt sớm cái con heo. Ok. Xong rồi. Thế là chuẩn rồi đấy.
Rồi, xong. Thế là xong. Cáo vẫn chưa lăn nhá. Cáo vẫn chưa lăn. Bây giờ mới lăn. Ơ kìa. Chưa lăn. Bây giờ mới lăn. Ôi giời ơi, lăn được một phát thì chết luôn. Thề, vẫn bị khống chế anh em ạ. Nhưng cuối cùng thì vẫn lăn được. Và đã lăn thì là đối thủ bay màu. Đấy, anh em thấy cái đội hình này có mạnh không? Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi, và anh em thấy hay, đừng quên hãy để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Với các anh em mà yêu quý cái bộ Exit thì các anh em không thể bỏ quên được cái clip bên trái, tất tần tật với bộ Exit anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một cái phong cách chơi Exit khác, nâng cao hơn, để anh em thông thạo cái bộ Exit hơn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.